Thỉnh pháp sư ạ. À, dạ con xin sám hối. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Brahmacharo kathibati sahambati katanchali anthivarang aya chatha santi thasantam barachankha chatika de se tu sanh tham ma phê định quy nha dành cha cả dành su tăng cha ban thăng phi tham ma chăm măng à cô ta dành tô cha tu sanh cha đành đằng bắp bồ thà này về ba rì xa và mạnh chê Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phận nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhâm vườn lộc giả ngày dời chơn sang thuyên pháp độ căn hàng đệ tử có năm thầy thịnh dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ơn phổ cầm đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tin rõ ràng thỉnh ngài thuyên pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Ma, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ con xin cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính đăng đàn thuyết pháp cho chúng con buổi học ngày hôm nay ạ. À. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lần hai. À, cảm ơn Phật tử Nguyên Như đã báo cho chúng tôi biết tới giờ giảng. Hôm nay thì chúng tôi bị quên luôn. Suốt từ trưa hôm qua cho đến đến khuya chúng tôi mới trở về chùa, do chúng tôi có một cái người vợ bị ung thư gan, chắc có lẽ thời kỳ cuối rồi, cái bụng nó phình lên rất là lớn, rồi hai cái chân nó phù lên. Thành ra suốt cả ngày hôm qua chúng tôi ở trên bệnh viện, đến khuya chúng tôi mới trở về. Thành ra khi trở về chùa chúng tôi ngủ một giấc, chúng tôi không có còn hay biết cái gì hết. Thật ra thì mệt thì nó cũng có mệt, nhưng mà mình cảm thấy cái sự đời nó, cái cuộc đời nó quá ghê luôn. Đi vào ở trong bệnh viện có những người người ta uống thuốc mà nó bị dị ứng thuốc. Quý vị biết rằng nó nóng cái cơ thể lên, mà nó nóng đến nỗi mà nó nứt da luôn, là nó nứt da, da tự động nó bong ra, nó nứt giống như là quý vị da lấy lưỡi lam mà quý vị rọc ở trên cái trán với cái mặt vậy đó. Do chúng tôi mệt quá đó, mệt quá đó. Thành ra cái âm thanh nó còn hơi nhỏ đó. Quý vị biết rằng
suốt cả từ trưa hôm qua cho đến khuya nha. Chúng tôi ở trên bệnh viện, mà ở trên bệnh viện nó khủng khiếp. Có những cái ông bác đó, ông bị uống thuốc mà bị dị ứng mà người ta không biết, mà người ta cứ uống hoài. Đến nỗi mà bây giờ cái người người ta nó nóng mà cái miếng da nó rách, là nó rách ra ở trên trán, ở trên mặt, mà giống như là quý vị lấy da quý vị rọc vậy đó. Mà cái da nó đỏ, mà nó đỏ đen lên, mà nó tự động nó nứt ra. Mà chúng tôi nghĩ là khủng khiếp thiệt. Mà bệnh viện mà quý vị biết không, coi như là cái giường nó nằm san sát với nhau. Bởi vì chúng tôi mới nói rằng là những người nào mà tưởng rằng là mình giàu có, mình đủ tiền để mà mình sống ở Việt Nam á, thì coi chừng lỡ mà mình mà có một cái bệnh gì đó mà vô bệnh viện á, mình uống lộn thuốc là chết. Là uống lộn thuốc là coi như là từ bệnh nhẹ cho tới bệnh nặng, mà hãy mà bệnh rồi đó thì coi như là hết tiền nha. Coi như là tốn tiền trăm triệu, tiền tỷ như chơi. Mà chúng tôi cũng thấy ở trong bệnh viện cũng rất là hay, vì hình như là người ta nhìn cái tướng mình là người ta biết mình có trăm triệu, mà người ta nhìn cái tướng mình là người ta biết mình có 1 tỷ. Rồi người ta trị bệnh cho mình vừa đủ tới khoản tiền là xong. Hay vậy đó nha. Người ta hình như là người ta nhìn cái tướng người á, thật sự đó hình như là mấy người này giỏi hơn thầy bói. Dạ. Thành ra quý vị thông cảm. Chúng tôi phải nói là chúng tôi không phải, hình như là mình không phải là do cái sức khỏe mình và mình ngủ thiếp vậy đi đâu. Là chúng tôi nghĩ là chắc do mình nhìn cái cảnh đời nó quá hãi hùng, nó quá sợ, quá hãi hùng. Dạ. Thôi bây giờ thì chúng tôi tiếp tục với cái bài học đang giảng về cái chữ ba hú, nghe nhiều, chưa có đến những cái nghề nghiệp đâu. Chúng ta vẫn còn nằm ở trong cái chữ ba hú, nghe nhiều. Vậy thì trước khi bắt đầu vào thời giảng thì chúng tôi xin được thành tâm lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt. Nam mô Bụt Thà Giá, con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật. Nam mô Tham Ma Giá, con xin thành kính đảnh lễ Giáo Pháp. Nam mô Sằng Khà Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến Chư Tăng. Kính thưa quý vị, ở trong cái phần gì trước mà chúng tôi đã giảng thì Đức Phật nói ngoài cái chuyện mà nghe nhiều đó, rồi còn phải đi đến để mà ý kiến các bậc chân nhân hoặc là các bậc thánh, những cái bậc mà thuần thục về các pháp của bậc chân nhân. Thuần thục ở đây á, có nghĩa là những vị mà học rành rẽ, thuộc lòng về lời dạy của Đức Phật, hiểu rành về pháp, hiểu rành về lý đó, thì như vậy đó là mới gọi là thuần thục pháp. Mà mình muốn thuần thục pháp này đó thì mình phải làm sao? Phải đi đến ý kiến bậc chân nhân. Mà bây giờ đối với bậc chân nhân Sapunisa, bậc chân nhân là Sapunisa, mà mình làm sao mà mình biết được bậc chân nhân và không phải bậc chân nhân? Không phải bậc chân nhân, những người nào mà không phải bậc chân nhân, cái không phải bậc chân nhân á, là những cái người mà không có niềm tin, không có hổ thẹn, không có ghê sợ, nghe ít, lười nhác, không có niệm, không có trí tuệ. Đó quý vị nhớ nha, cái người mà gọi là không phải bậc chân nhân, thứ nhất là người đó không có niềm tin, thứ hai là cái người đó không có hổ thẹn. Không có niềm tin là có nghĩa là quý vị thấy rằng á, không có đặt niềm tin vào những cái gì mà nó thuộc về chân lý. Những cái gì mà thuộc về chân lý thì cái người này người ta không có đặt niềm tin vào đó.
rồi không có cái sự hổ thẹn. Không có sự hổ thẹn có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là đụng gì cũng nói, muốn nói sao nói, không có ghê sợ, không có hổ thẹn với tội lỗi đó. Rồi quý vị thấy rằng các bậc chân nhân, các bậc chân nhân, các vị mà muốn nói ra cái gì đó, các vị đó rất là quán xét, rất là kỹ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng thanh niên Upatissa là tiền là lúc đó là chưa có trở thành ngài Sariputta, có nghĩa là còn là một cái vị thanh niên. Hỏi ngài Asati là ngài tu cái pháp gì, ngài học giáo lý với ai, rồi ngài tu cái pháp sao, ngài giảng cho con nghe một câu vắn tắt cũng được. Ngài ngài Sách Chí ngài nói không, cái này phải đi đến gặp bậc đạo sư, gặp bậc đạo sư mới được. Quý vị thấy không, ngài Sách Chí ngài luôn luôn có cái sự khiêm tốn. Chắc gặp chúng ta là chúng ta nói thôi con ngồi xuống đi, ngồi xuống ngay đi, ngồi xuống đây đi, sư giảng cho con, sư giảng cho con nghe liền đó. Còn quý vị thấy rằng đối với ngã Sách Chí không, một vị thánh tăng rồi không, cái này phải đi đến gặp bậc đạo sư. Nhưng mà thanh niên Upatissa năn nỉ này nỉ ngài, ngài giảng con một câu thôi, một câu thôi, dù vắn tắt cũng được, vắn tắt một câu cũng được đó. Thì quý vị thấy lúc đó ba lần ngã Sách Chí ngày mới giảng. Còn chúng tôi thấy thời nay là coi như là gặp là đụng là con nha, không biết là bà đó ông đó là bao nhiêu tuổi, rồi mình đức độ nó ngút trời không, nó cao ngút trời hay không, mà cứ gặp là coi như là con, mà con ở đây ngồi xuống để thầy giảng cho, thầy dạy cho nghe đó, coi chừng coi chừng. Quý vị có nhớ không? Chúng tôi giảng về những cái vị mà liên quan với cái đời sống nhà so đó, coi như là đạo hạnh mà cao ngút trời, nhưng mà chỉ lầm lỡ một chút xíu thôi, một chút xíu thôi mà đã sanh làm nhà so đó. Thì cái bậc mà không có niềm tin, cái bậc mà không phải chân nhân á, là cái bậc mà không có hổ thẹn, không có hổ thẹn, không có ghê sợ tội lỗi, mà đã vậy còn nghe ít, đã vậy còn nghe ít nữa, rồi lười nhác, lười nhác nữa đó, rồi không có niệm, không có niệm có nghĩa thế nào, có nghĩa là khi mà mình làm cái gì mình cũng không biết hết á, khi mà mình nói mình cũng không biết mình đang nói cái gì, hoặc là mình đi mình không có biết là mình đang đi hoặc là đang đứng, nói chung là trong bốn quay nghi mình không có cái chánh niệm định giác, rồi không có trí tuệ, không có trí tuệ có nghĩa là không có nhận thức được, không có nhận thức được các pháp mà vô thường khổ vô ngã vân vân đó, không có trí tuệ. Rồi vậy thì thế nào là bậc chân nhân, thế nào là bậc chân nhân, thì chúng ta lật ngược lại, chúng ta lật ngược lại có nghĩa là người có niềm tin, có hổ thẹn, có ghê sợ, có nghe nhiều, có siêng năng, tinh cần, có niệm, có trí tuệ đó, như vậy được gọi là bậc chân nhân. Hoặc là trong trường hợp khác, Đức Phật nói là bậc chân nhân là cái vị mà thành tựu được bảy cái pháp này, thành tựu được bảy cái pháp này. Cái thứ nhất là biết pháp. Biết pháp có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là hiểu rõ lời dạy của Đức Thế Tôn, hiểu rõ pháp này là thiện, này là bất thiện, hay hiểu rõ đây là nhân tốt, đây là nhân xấu. Đó, chúng tôi nhấn mạnh cái câu là mình hiểu rõ nha. Mình hiểu rõ đây là lời dạy của Đức Thế Tôn, hiểu rõ đây là pháp thiện, đây là pháp bất thiện, hay là đây là nhân tốt, đây là nhân xấu. Đó, quý vị nhớ cái chữ hiểu rõ có nghĩa là coi như là giống như là mình thấu triệt vậy đó, mình thấu triệt vậy đó, chứ không phải là hiểu mà mờ đâu, không phải là mờ mờ đâu. Hiểu rõ có nghĩa là
hiểu rõ là chúng ta thậm chí là chúng ta biết cái từ ngữ đó do cái cách nào hình thành, cái nghĩa đen thế nào, cái nghĩa bóng như thế nào, mà nó một chúng ta hiểu một cách rộng rãi, một cách sâu xa đó, như vậy á, gọi là cái người mà hiểu rõ. Thứ nhất là đắc, thứ hai á là biết nghĩa, có nghĩa là mình hiểu rõ ràng cái ý nghĩa Phật ngôn đó, là cái Phật ngôn đó mình biết rõ có lợi ích hay không, mà không lợi ích, rồi biết cái kết quả tốt hay kết quả xấu của cái việc làm, cái lời nói hoặc cái ý suy nghĩ đó. Có nghĩa là nếu mà nói chung lại là chúng ta biết rõ về hậu quả, biết rõ về hậu quả. Chúng tôi những cái điều này á, quý vị biết không, có lần á, chúng tôi nghe có những người ta giảng những cái câu pháp cú á, bàn tay không thương tích có thể cầm lấy thuốc độc. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa đó, những người đó khi mà người ta giảng cái câu đó, ý là người ta nói là người ta có thể cầm được thuốc độc. Cái điều đó nó sai rồi quý vị. Cái điều đó nó sai rồi. Cái bàn tay không thương tích có thể cầm lấy thuốc độc có nghĩa là như thế nào? Cái bàn tay mình á không bị rách, bị chảy máu, mình cầm thuốc độc thì nó không sao. Mình cầm thuốc độc thì nó không sao, tại vì nó không có cái chỗ tiếp xúc để mà nó thấm vào ở trong máu của mình đó. Rồi cái người đó khi mà nghe cái câu này á, rồi đem cái câu này á là áp dụng cho người xuất gia. Sư cô là một người xuất gia, thành ra sư cô có thể làm những cái chuyện này chuyện kia nhưng mà không có bị tham đắm. Thí dụ như là sư cô vẫn thọ hưởng các dục đồ này kia, nhưng mà do sư cô là người xuất gia, sư cô không có bị tham đắm, hoặc là giờ sư cô hết tham sân si rồi, thành ra đó cái điều đó là hiểu sai. Mình coi kỹ lại cái duyên sự đó, mình coi kỹ lại cái duyên sự đó là có nghĩa là cái người con gái này, cái người con gái này đắc quả Tu Đà Quần rồi, nhưng mà mỗi sáng phải đưa dao nè, đưa cung nè, đưa mũi tên nè, đưa kiếm nè cho chồng mình đeo lên người để đi săn, để đi săn đó. Thành ra đó, lúc đó nó các vị tỳ kheo mới hỏi Bạch Thế Tôn, tại sao mà một cái người con gái mà đã đắc được thánh Tu Đà Quần rồi mà còn đưa dao, đưa cung, đưa kiếm cho chồng mình để mà mỗi sáng săn đó? Thì lúc đó Đức Phật mới giải thích với các vị tỳ khưu á, thật sự ra cái người phụ nữ này á làm theo lệnh của một người vợ. Em lấy kiếm đưa cho anh, em lấy cung đưa cho anh đó, chứ không phải là người này là coi như là thường thường á. Thí dụ như quý vị thấy rằng á, nếu mà mình mà có người chồng hoặc là có người nhà gì đó, mình đưa cây cung hoặc là mình đưa cây kiếm, mình cũng nghĩ là ở nay chắc cũng mong bắt được mấy con thỏ hay là con thú gì đó, vân vân. Cái tâm mình nó lâu lâu nó cũng khởi lên cái sự, cái ý như vậy, hoặc là cái sự vui thích khi mà nghe chồng mình báo tin bắt được con này con kia. Nhưng mà đối với cô này á, là một cái vị thánh Tu Đà Quần thôi, một vị thánh Tu Đà Quần rồi. Thành ra quý vị thấy không, khi mà cái người chồng mà mấy người con á dương cung bắn Đức Phật, dương cung bắn Đức Phật rồi, cái xong cái do cái thần lực của Đức Phật, mấy người này đứng yên chỗ luôn, đứng yên chỗ, đứng ngay cái tư thế mà dương cung luôn. Rồi cô này cổ đi đến, cổ la lên liền, cô này đi đến la liền, đừng có bắn ba của tôi, đừng có bắn cha của tôi đó, đừng có bắn ông ngoại của con đó. Thì quý vị thấy rằng, cho thấy rằng một cái vị mà đắc Tu Đà Quần rồi đó, luôn luôn có cái niềm tin với Đức Phật, và luôn luôn có niềm tin với nhân quả đó. Thành ra đó, trong cái trường hợp đó, người ta hình như là, chắc chúng tôi nghĩ á, là có những người á, là do người ta không có cái duyên,
trí tuệ, cái duyên của chánh pháp. Thành ra người ta đọc cái này người ta hiểu qua cái kia. Người ta tưởng là cái bàn tay không thương tích có thể cầm lấy thuốc độc. Có nghĩa là đối với những cái người tu rồi đó, những cái người tu cao, những cái người tu cao siêu rồi đó, họ hưởng những cái dục đồ này kia đó, họ như là họ nghĩ rằng là hoặc là họ có làm chuyện mà sát sanh đồ này kia thì giống như là cái bàn tay không hương tích có thể cầm lấy thuốc độc. Có nghĩa là những người đó người ta làm nhưng mà không có cố ý, hoặc là không có mang tội, không có mang nghiệp, vân vân. Đó, người ta hiểu sai là sai cái chỗ đó. Đó, mình khi mà mình biết rõ pháp, mình biết rõ cái ý nghĩa, biết rõ pháp, biết rõ cái ý nghĩa, nó là như vậy. Chứ mình đọc vô mình thấy coi như là đó rồi, cái cô đó cũng đắc tu đầu quần ở nha, mà cổ lấy chồng làm thợ săn, mà mỗi sáng cổ đưa kiếm, đưa cung cho chồng mình đi săn nha. Rồi thấy mình ở đây rồi, chắc là mình cũng thọ trì tam quy ngũ giới được cũng nhiều rồi, rồi mình cũng tu cũng dữ lắm nha. Thành ra mình là người tu rồi, thành ra giờ mình có đưa súng, đưa cung cho cha mình, hoặc là cho chồng, cho em mình gì đó rồi á, là nhưng mà mình cũng giống như người thiếu nữ đó, bàn tay không thương tích có thể cầm lấy thuốc độc là chết. Mình còn phàm phu, mình quá phàm phu, thành ra đó mình mà đưa dao đưa kiếm cho ai rồi đó thì nó rất là, cái tâm của mình nó cũng có những cái luồng tâm thức nó suy nghĩ cái chuyện này chuyện kia. Nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia, không biết ai sẽ bị trúng đạn, ai sẽ bị trúng thương, vân vân. Trong cái tâm của mình, tâm của mình nó không phải là làm theo cái phận sự của mình đâu. Đó, mà có dù cho có cái phận sự của mình cũng vậy, nhưng mà nó vẫn len lỏi những cái ý nghĩ bất thiện vào trong đó. Len lỏi những ý nghĩ bất thiện vào trong đó. Giờ quý vị thấy, ví dụ như giờ quý vị có một người chồng, có một người chồng thì quý vị nghe cái người chồng nói em mai anh đi, mai anh mướn chiếc du thuyền đi ra ngoài chơi với mấy người bạn, câu tôm câu cá ở trên thuyền giải trí, câu tôm câu cá trên thuyền giải trí, thì quý vị nghĩ như thế nào? Thì nó cũng len lỏi, không biết là mai đi câu được vậy rồi sao, mang tội hay sao. Rồi hay là ông câu vậy mình cũng thấy vui vui thôi, kể lâu lâu ổng được đi giải trí đi, ổng câu lên rồi ổng thả xuống có gì đâu. Đó, có nghĩa là lúc đó cái ý của mình nó len lỏi đủ thứ dòng tâm thức ở trong đó, đủ lộ trình tâm ở trong đó. Đó, chứ không phải là mình lúc đó mình là nghe chỉ biết nghe thôi, nghe chỉ biết nghe ổng nói vậy thì nghe vậy thôi. Chứ mình cũng không có, không vui mà cũng không buồn, mà cũng không có quan tâm đến, cũng không có quan tâm đến cái chuyện đó. Đó, thành ra đó, như vậy đó, mình tu tập đó, dễ gì mà được vậy quý vị? Rất là khó, khó được vậy lắm. Alo, dạ, alo. Dạ, sức khỏe, anh dạ, ai vậy? Chờ sư đang giảng trong lưng hả? Dạ. Chủ nhật cái sư có việc rồi. Bây giờ sư đang giảng nữa, chừng lát sư điện lại nhé. Dạ. 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 Xin lỗi quý vị. Đó, biết pháp rồi biết nghĩa, rồi biết rõ mình nữa, bậc chân nhân đã, khi mà được gọi là bậc chân nhân là quý vị thấy rằng không có đơn giản. Chẳng những biết pháp, biết nghĩa mà phải biết rõ mình nữa. Có nghĩa là biết rõ mình là có nghĩa như thế nào quý vị? Có nghĩa là tự cái khả năng của mình nhận thức, biết rằng là mình là cái người mà có niềm tin không? Mình là cái người có giới trong sạch hay không? Mình có là cái người mà ham thích nghe nhiều không? Mình là có phải là cái người mà có tâm buông bỏ hay không?
Mình cái người mà có trí tuệ, có biện tài hay không đó, quý vị thấy không? Cái bậc chân nhân á, ngoài cái chuyện mà biết pháp nè, biết nghĩa nè, rồi phải biết rõ mình nữa. Ách tăng chúng ta à, ách tăng chúng ta này có nghĩa là mình biết, mình quán xét nè, mình quán xét mình coi mình có niềm tin không, hay là hồi tháng trước á, mùa trước á, mùa vừa bắt đầu vô nhập hạ đó, rồi mình cũng quan thỉ lắm, rồi coi như là mình cũng tu ghê lắm, tu dữ lắm, nhưng mà cái mùa này chán quá, cái mùa này mệt mỏi, có nhiều chuyện buồn quá, thôi kệ, nằm ngủ vùi à, nằm ngủ vùi vậy đi à, kệ, mặc kệ sự đời à, quý vị biết. Hồi đó chúng tôi có những cái người bạn á, hãy mà nó vui à, nó có tình yêu á, thì à, coi như là nó đi làm cái gì cũng được hết à, đến chừng á, quý vị biết nó thất tình á, nó thất tình á, mà quý vị biết á, nó ngủ ở trên một cái lầu thượng á à, nó ngủ ở trên một cái lầu thượng, mà cái lầu thượng có nghĩa là hồi xưa có những cái nhà mà người ta đi vượt biên rồi đó à, rồi nhà nước à, quản lý cái nhà đó đó, thành ra đó bị biết rằng là những cái tầng ở trên lầu thượng á, không có ai ở trên đó đó. Chúng tôi có một cái đó, nó người bạn với cái anh lớn hơn chúng tôi nhiều. Khi mà lúc mà đó mà ảnh có tình yêu á, thì ảnh rất là vui. Quý vị biết là ăn mặc à, lúc nào đầu tóc cũng chải gọn gàng. Cái thời xưa quý vị biết không, ai cũng đi đâu cũng bỏ cái lược ở trong túi, nhìn thấy ghét lắm, nhìn thấy là muốn chửi à đó. Còn khi mà anh thất tình đó, quý vị biết không, leo lên cái lầu thượng á, ngủ mà nửa người á thì á, là coi như là còn nằm ở trong cái vách à, cái vách, còn nửa người á là coi như là nó lọt xuống à, nó lọt xuống ngay chỗ, nó lọt xuống mà ở phía dưới á quý vị, có nghĩa là anh leo lên trên nóc nhà, anh ôm ngay cái vách, anh nằm anh ngủ vậy đó đó. Mà quý vị biết không, mà mưa lắc rắc vậy đó, mà anh nằm tỉnh bơ à, thì biết rằng à, anh đi chơi khuya về đó à, anh leo lên đó anh ngủ vậy đó à, anh leo lên đó anh ngủ. Mà quý vị tưởng tượng á, như là một cái nóc nhà mà ngay cái chỗ đó, đó là được xây bằng bê tông đó, ảnh nằm như vậy, rồi một nửa người á thì còn ôm lại ở trên mái, còn một nửa người á thì nó thòng xuống ở dưới. Mà quý vị biết rằng cái lầu đó là tới cái lầu 8 là tới cái lầu 8. Quý vị biết nguyên một cái chợ á, người ta đang buôn bán, tình cờ có một ai đó người ta ngó lên, người ta thấy, thì một người thấy, người ta chỉ cho quá trời người coi. Quý vị biết rằng lúc đó là người ta không có hiểu một cái chuyện gì mà đang xảy ra à, người ta không có hiểu một cái chuyện gì đang xảy ra. Thì ở đó người ta nhìn, người ta thấy cái hiện tượng này, người ta hết hồn, chỉ cần mà lăn qua tí xíu thôi là coi như là rớt xuống luôn nè, coi như là rớt xuống. Mà quý vị biết rằng từ lầu 8 mà rớt xuống mấy cái mái tôn nhà của người ta, nó là thôi coi như là chắc tìm xương nó cũng còn đó à, đó. Thành ra mọi người ta thấy, người ta cũng rất là sợ, rồi người ta mới lên, người ta đi nhẹ nhẹ từ từ, người ta kéo cái anh chàng đó à, kéo cái anh chàng đó vô trở lại, rồi người ta la lên quá trời. Khi mà an toàn rồi người ta la quá chừng, thì lúc đó thì những người xung quanh người ta hỏi bạn bè của ảnh thì mới biết ảnh thất tình đó. Quý vị thấy thất tình anh ngủ vùi luôn, có nghĩa là mưa mà vẫn ngủ được à, đi chơi ở đâu khuya về đó là leo lên lầu thượng đó, ngủ mà đến chừng mà sáng mà mưa lất phất gì đó, quý vị có thấy ai mà mưa mà nằm ngoài đường ngủ được đó. Thành ra những cái người đó có nghĩa là giống như là một cái người mà người ta chán cái sự đời à, khi mà người ta có một cái hy vọng gì đó à, người ta có một cái hy vọng gì đó thì coi như con người ta nó rất là siêng năng à, siêng năng nó sạch sẽ đồ này kia, nhưng mà khi mà nó hết hy vọng rồi á, coi như là nó mặc kệ cho cuộc đời vậy đó đó. Thì đối với cái người mà chúng ta mà có niềm tin á, niềm tin của chúng ta phải được quân bình à, lúc nào nó cũng vậy à, lúc nào nó cũng vậy. Mình à, quý vị biết không,
Có những người á, người ta nghĩ á, tôi giờ tôi lớn rồi, tôi đâu phải còn nhỏ đâu mà tôi phải sống theo thờ khóa biểu. À, tôi lớn rồi, tôi đâu phải còn nhỏ đâu mà sống theo thờ khóa biểu. Cái điều này là sai lầm. À, cái điều này là sai lầm nha quý vị. Mình lớn thì lớn vẫn theo thờ khóa biểu. Một người mà sống mà có thờ khóa biểu đàng hoàng, à, một người mà sống theo cái thờ khóa biểu đàng hoàng á, là mình càng ngày mình càng tập cho mình có một cái kỷ cương rất là tốt, có một cái năng lực rất là tốt. Thí dụ như bây giờ quý vị, cái giờ đó là làm cái việc đó, cái giờ đó là làm cái việc đó. Ở chùa chúng tôi á, có một cái vị sư rất là hay. Đúng cái giờ mà cái vị đó đi kinh hành, quý vị đến kiếm là quý vị tìm cái vị đó là sẽ gặp cái vị đó đang đi kinh hành. Mà đến cái giờ đó mà cái vị đó mà ra ngoài ngồi để mà uống sữa hay là uống một ly nước ấm đồ này kia đó, là đúng cái giờ đó là cái vị đó, quý vị đến ngay chỗ đó là quý vị gặp là cái vị đó liền. Mà cũng có một cái nhược điểm quý vị. Có nghĩa là cái giờ của quý vị đó mà đi ngủ rồi nha, lỡ mà quý vị mà đi đâu mà quý vị quên chìa khóa đó, mình quên chìa khóa đó mà mình kêu sư ơi sư, tôi hôm nay tôi đi công chuyện về khuya mà tôi quên chìa khóa rồi, sư xuống sư mở cửa giùm tôi cho tôi vô. Quý vị đó nói thôi giờ này ta ngủ để khuya cái vậy hành đạo nữa, để quên chìa khóa ráng đi, ở ngoài luôn đi, không nó leo vô đi đó. Quý vị thấy rằng cái vị đó có một cái cũng có một cái nhược điểm là coi như là cái người không biết sao cái nguyên tắc nó ngộ lắm quý vị. Thí dụ như giờ quý vị là một cái người ở chung chùa của chúng tôi đi, chúng tôi nói nay chúng tôi đi công chuyện rồi gấp quá rồi để quên chìa khóa đó, rồi anh xuống anh mở cửa giùm tôi, ra mở cổng giùm tôi vô. Nói không giờ này để người ta ngủ để mai khuya là vậy hành đạo để quên thì leo vô đi. Đó thành ra có những người á, người ta ưu điểm nhưng mà nó cũng gắn liền những cái khuyết điểm đó. Thành ra đó chúng tôi mong rằng á, là coi như là nói vậy chứ đó, cũng như mình khi mà mình sống dù cho mình lớn rồi có thờ khóa biểu vẫn tốt. Giờ nào làm cái việc đó mình sẽ làm cái việc đó. Đó vậy thì mình mới duy trì được cái đức tin của mình. Chứ không thôi đó là hôm nay mình tin rồi ngày mai thôi để tạm gác qua đi, để tìm hiểu rồi tin nữa, đó là cái đó không có được. Đó đối với á, cái bậc mà bậc chân nhân á, phải biết rõ mình, chẳng những biết pháp biết nghĩa, biết rõ mình là như thế nào, biết mình có niềm tin hay không, biết mình có giới hay không, là có ham thích nghe nhiều hay không, rồi mình có tâm buông bỏ hay không, nó có trí tuệ có biện tài hay không, thì như vậy đó mới gọi là cái bậc chân nhân đó. Thành ra bị nghe những cái điều này á, chúng ta đừng có bao giờ chúng ta xưng chúng ta là bậc chân nhân Sakurisa đó, nguy hiểm, nguy hiểm lắm. Và thứ tư là phải biết đủ, biết đủ là sao, biết đủ là sao, có nghĩa là sống có chừng mực. Khi mà mình thọ dụng những cái món vật dụng, y phục, vật thực, sàn tọ, thuốc trị bệnh đồ này đó, mình thọ dụng có cái sự chừng mực là mình biết rồi. Có nghĩa là mình sống sao mà mình biết có cái sự vừa đủ thôi, mình không có đòi hỏi quá nhiều. Chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều, thì cái bậc chân nhân là luôn luôn là có cái mắt tinh chúng ta có cái sự biết đủ. Rồi thứ năm nữa đó là cái vị đó phải biết thời điểm, biết thời điểm như hồi nãy chúng tôi nói về cái thời khóa biểu đó, là biết rõ cái thời này nên làm cái gì, biết rõ cái thời điểm này không nên làm cái gì. Cái điều này á, chúng tôi cũng băn khoăn lắm quý vị. Chúng tôi cũng băn khoăn ở trong cái thời gian sau này đó, chúng tôi phát hiện ra đó, là đối với đêm tối đó, đêm tối đó mà mình nghe pháp đó, hoặc là mình coi sách hoặc là mình đi kinh hành, phải nói là hình như là mình cảm thấy mình có một cái bầu trời riêng, mình có một cái khung trời riêng quý vị.
mình tu tập mình cảm thấy thứ nhất á là cái khí hậu nó mát, à, thứ hai á xung quanh nó không có tiếng ồn, thứ ba là nó không có người, à, nó không có người nào để mà cũng như là làm phiền mình hết. Thành ra chúng tôi phát hiện ra là cái thời điểm vào cái buổi khuya đó, là cái buổi khuya đó, ví dụ như là 10 giờ đến 12 giờ hoặc là 11 giờ tới 1 giờ đó, cái lúc đó đó cái khí hậu của trời đó, nó mát mẻ lắm, à, đêm đó quý vị nó mát mẻ lắm. Nhưng mà có điều đó là chúng tôi coi ở trong khoa học đó, thì khoa học mới nói rằng là cái thời điểm mà buổi tối đó, là cái thời gian nào mà thận mình nó nghỉ ngơi, à, hoặc là gan mình nó nghỉ ngơi, nói chung là ở khoa học thì người ta cho là khác, là người ta đã cho là khác. Thành ra cái điểm này á, mình không có rành, mình không rành về ngành y, nhưng mà chúng tôi á, thì chúng tôi thấy rằng á, Đức Phật cũng phiên các vị tỳ khu tu tập đến mà gần canh cuối của đêm, chừng nào mà mình mệt quá thì mình phải nằm chỉ tịnh, nằm nghỉ ngơi. Đó, thành ra chúng tôi không biết rằng là trong cái trường hợp này á, nó có ảnh hưởng không? Nó có ảnh hưởng về cái cơ thể mình sẽ bị bệnh không? Chúng tôi nghĩ rằng là nó ảnh hưởng là ảnh hưởng như thế nào? Quý vị biết rằng chúng tôi nghĩ chắc ngày xưa đó, các vị tu tập, các vị có cái năng lực của thiền, cái năng lực của thiền, thành ra đó các vị tu tập đến cũng như là đến hết sức luôn, rồi các vị mới đi nghỉ ngơi tí xíu, đi nghỉ ngơi tí xíu để sáng dậy còn tiếp tục hành đạo, rồi tiếp tục đi khất thực đồ này kia, đó thì các vị không có bị ảnh hưởng về những cái điều đó. Chắc chúng tôi nghĩ rằng là do có cái năng lực của thiền định. Còn bây giờ đó thì mình nghe khoa học nó hù, khoa học đó, người ta hù quá quý vị, người ta hù mình quá. Thí dụ như giờ quý vị muốn thức khuya, quý vị hành đạo tới 12 giờ đêm hoặc là 1 giờ sáng rồi quý vị mới đi ngủ, nhưng mà quý vị đọc trong những cái tạp chí y khoa đồ này kia thì bác sĩ người ta nói là cái giờ đó của thận, của gan, của tim, của phổi gì đó nó đang nghỉ ngơi, đang làm việc. Thành ra chúng ta cũng phải nghỉ ngơi để cho nó làm việc, chứ chúng ta mà làm việc ở trong cái khoảng thời gian đó thì sau này nó ảnh hưởng đến tim, đến gan, đến thận gì đó là mình nghe mình cũng sợ, chúng tôi nói cái con người mình nó ngộ lắm, con người mình ngộ lắm quý vị. Khi mà mình đọc vô ở trong kinh điển á, khổ cảnh này khổ cảnh kia, chuyện này chuyện kia mình không sợ đâu, nhưng mà mình sợ ông bác sĩ, mình sợ ông bác sĩ. ở đây như chúng tôi thấy chúng tôi có một vị sư bạn là sợ bác sĩ lắm nha. Bác sĩ mà không biết sư Tị Nhẫn còn trong đùm. Sư Tị Nhẫn mà quý vị thấy ha, giảng vậy đó, ngày nào sáng nào cũng lên giảng nha. Thử bữa nào quý vị bác sĩ nào mà ông hù sư Tị Nhẫn thôi. Sư mà giảng biết, sư không lo đi uống thuốc bổ thận, bổ gan đi nha, mai mốt là nó bị sơ gan cổ trướng, bị... bị phù thận rồi thì cái là coi như là sư Tị Nhẫn chạy liền thôi, giờ không giảng gì hết, đi chạy đi kiếm thuốc uống đó. Hình như là chúng tôi thấy có những người ngộ lắm, bởi vì ở bên đây quý vị biết không, có những người nào mà người ta có nhà cửa mà ở ngoài ngay chỗ mặt tiền trống trống á, những cái chỗ nào mà nó trống trống á mà người ta có nhà rộng á, chúng tôi kêu á đừng có đi làm gì nữa hết đó. Đi học tập gym á, đi học tập gym, tập thể dục rồi đi. Đó, mình vừa đi tập mà mình vừa học luôn quý vị. Vừa tập và vừa học luôn để mà cho mình trở thành một huấn luyện viên. Rồi mình về nhà mình á, mình mở nguyên một cái phòng tập. Thì ai lợi đó tập á thì mình đóng tiền cho mình. Mình mua một số máy gì đó nó liên quan đến cái sự tập đó, rồi về thả nhà vòng vòng vậy đó. Rồi người ta đóng tiền vô, người ta học đủ tháng hay thiếu tháng thì kệ người ta, miễn sao tháng nào người ta đi học người ta cũng đóng tiền hết. Là quý vị thâu tiền nó khỏe,
nè, thì quý vị vừa có chỗ nè để tập thể dục nè, vừa có chỗ để tập gym nè, rồi vừa vừa có người người ta vô đó người ta tập nữa nè, mình thâu tiền là tại vì như thế nào, tại vì như thế nào, tại vì ở trong cái thời buổi này á, con người mình sợ bác sĩ lắm đó, lâu lâu mà đi khám theo hàng tháng ha, cái bác sĩ nói lúc này đường lên rồi nha, lúc này mở trong máu lên rồi nha, rồi là quý vị biết những người này bắt đầu đi tìm cái tiệm gym nào gần nhà, tiệm thể dục thể thao nào gần nhà đăng ký vô tập 1-2 tháng, rồi bắt đầu cái mỡ nó hết rồi, thân hình nó bắt đầu nó tốt lại rồi đó, mỡ nó hết rồi, đường nó ổn định rồi, cái bắt đầu ăn bắt đầu ăn nghỉ không tập nữa, cái vài bữa cái ông bác sĩ ông nói nó lên trở lại rồi đó, người ta đăng ký người ta học mà đó. Thành ra thật sự ra đó, ở trong cái thời buổi này đó, ở trong cái thời buổi này, nếu mà những người nào á mà biết cách làm ăn, chúng tôi nghĩ nó rất là dễ, quý vị, nó rất là dễ. Nhưng mà những điều này những người khác người ta làm không được là tại sao? Nhà đâu có làm, chỉ trừ những người nào mà có nhà cửa ở bên Việt Nam, có nhà cửa ở bên Việt Nam mà có nhà rộng, rồi cái chỗ nhầm cái đoạn đường đó đó có xe đậu đồ được này kia đó, thì quý vị làm những cái, chúng tôi nghĩ làm những cái nghề này rất là khỏe. Nhưng mà mình, người ta hỏi chúng tôi là nếu mà sư nói làm dễ kiếm tiền vậy đó, thì tại sao mấy người khác người ta không làm? Mấy người khác người ta không có khả năng, người ta không có khả năng, người ta mắc cỡ không dám đi tập, mắc cỡ không dám đi tập, không dám đi tập, rồi tập vô đó e thẹn mắc cỡ. Người ta vô quá, người ta tập á, người ta học, người ta vừa tập game, người ta vừa học cái cách dạy, rồi về người ta mới trang trí lại cái nhà cửa người ta thành cái phòng tập nha. Không, chúng tôi đang nói về cái chuyện mà người ta sợ ông bác sĩ hơn, người ta sợ ông bác sĩ hơn là kinh điển Phật giáo. Thật sự ra ông bác sĩ ông nói cái là người ta sợ liền rồi, quý vị. Nhưng mà có những cái điều cũng rất là hay nha quý vị. Ở trong cái pháp mà yoga đó, nó liên quan với cái pháp thiền rất là nhiều. Chúng tôi cũng muốn nghiên cứu về cái điều đó lắm, nhưng mà tại vì không có thời gian. Cái pháp yoga chúng tôi thấy cũng rất là thích quý vị. Ví dụ như mình muốn tập về cái cơ bụng đi, mình nằm với cái tư thế đó, mình uống cái chân lên với cái tư thế đó mà trong mấy phút, trong mấy phút thì đúng rồi, tự động nó đốt năng lượng, nó đốt mỡ thừa của mình là đúng. Nhưng mà nếu mà mình có học những cái thế yoga đó thì lúc đó tâm của mình sẽ tập trung vào một cái đề mục nào đó, để mà mình cũng như là coi như là mình hành thiền cũng được. Mình hành thiền, tại vì quý vị thấy rằng ở trong thiền chỉ có những cái thiền là chúng ta sẽ đốt một cái nhang để mà chúng ta chú tâm vào cái ngọn lửa đó, hoặc là ở một cái miếng giấy chúng ta khui một cái khoảng trống ở chính giữa để chúng ta tu cái đề mục hư không. Nó thì chúng ta làm như vậy cũng được, chúng ta thì ráng mới đầu thì 30 giây, thì sau này 2-3 phút đâu có nhầm nhò gì, từ từ tự động nó lên nè. Đó, thành ra đó chúng tôi nói rằng là đối với bậc chân nhân biết đủ rồi, phải biết thời điểm nữa, rồi biết hội chúng nè. Hội chúng này là thiên về cái điều gì? Cái điều này nó quan trọng lắm nha quý vị. Cái điều này nó quan trọng lắm. Chúng tôi trong cái thời gian gần đây là có những cái người ở xung quanh cái thành phố chúng tôi ở đó, họ thích đi chùa Đạt Bát. Họ rất là thích đi chùa Đạt Bát. Rồi có nhiều huynh đệ của chúng tôi đó mới kêu chúng tôi là dẫn những người đó đó đi hành thiền, đi niệm Phật rồi này kia. Mà thật sự ra đó, chúng tôi biết rõ về những người ở cái chỗ mà chúng tôi ở, có nghĩa là ở xung quanh những người này á, những người thân mà ở ngoài đời đó quý vị, thì
cái hội chúng này á, mà quý vị mà kêu người ta đó mà tụng kinh với hành thiền đó là coi như là người ta giải tán sớm, là người ta giải tán sớm. Nhưng mà quý vị nói rằng là hôm nay có bà A là bà làm từ thiện một chiếc xe 45 chỗ, rồi tại cái chùa đó đó có đặt bát hội, là có đặt bát hội, thành ra quý vị mời những người đó đi, rồi sau khi đi bát hội đó rồi sẽ đi tham quan ở suối nước nóng, tham quan ở suối nước nóng, thì quý vị biết rằng là người ta đăng ký đi ào ào, là có nghĩa là người ta nghĩ trong tâm gì nè, mình cũng vừa đi cúng dường đi lại Phật ở chùa, rồi cúng dường cho quý sư ha, rồi cũng đi tham quan ở suối nước nóng rồi này kia đó, thì người ta suy nghĩ vậy người ta đi liền đó. Còn quý vị mà thông báo ha, hôm nay có một cái cô đó cổ cúng dường chiếc xe 45 chỗ miễn phí, nè đi đến chùa đó hành thiền, nè sáng 7 giờ có mặt, mà có nghĩa là 6 giờ sáng khởi hành, tới đó 7 giờ hành thiền, ngồi 30 phút, đi kinh hành 30 phút, rồi đến trưa rồi rồi độ ngọ, rồi bắt đầu tiếp tục hành thiền, đi kinh hành, rồi nghe pháp. Là quý vị biết rằng là bây giờ quý vị mà cho vé đi rồi quý vị có phát thêm mấy cái phần ăn gì nữa, người ta cũng không dám đi, mà không dám đi. Nhưng mà quý vị ghi ở trong cái vé là có cô A phát tâm cúng dường chiếc xe 45 chỗ, đi đến chùa đó đặt bát lại Phật, đặt bát giữ cái lễ gì đó, rồi xong rồi sau đó đoàn sẽ trở về khu suối nước nóng để tham quan du lịch. Là quý vị biết rằng là người ta đi ào ào cho 45 chỗ vậy, chứ người ta đăng ký tới 90 chỗ à. Còn mà quý vị mà nói mà tu thiền rồi này kia là coi như là giải tán giải tán liền. Thành ra đó có nhiều vị người ta không có biết cái hội chúng, mà người ta không có quán xét cái hội chúng, thành ra nó rất là khổ. Quý vị gặp cái hội chúng này á, mà quý vị mà kêu mà vô mà hành thiền á là người ta chạy hết. Mà nhiều khi quý vị biết không, có những vị kêu chúng tôi, mà kêu chúng tôi nói cái hội chúng nó đi đến tổ chức khóa thiền nữa, rồi mình không có thực hiện. Các vị đó nói rằng cũng như là mình sợ mất Phật tử. Trời ơi, con người của chúng tôi không có sợ mất Phật tử, mà chúng tôi cũng không có nghĩ ai là đệ tử, ai là Phật tử gì hết. Thật sự chúng tôi hồi đó giờ chúng tôi không có ý nghĩ đó nè, mà chúng tôi cũng không có kêu, hồi đó giờ quý vị thấy Phật tử đó, chúng tôi cũng không có kêu ai là con mình nè, không có kêu ai là con hết nè. Chúng tôi nghĩ rằng là mình thì võ công thì nó rất là cạn, nó không có thâm hậu gì hết á, thôi không có đệ tử Phật tử gì hết đó. Mà mọi người người ta đệ tử Tam Bảo đi, đệ tử Tam Bảo đi, đệ tử của ông Phật á, của Đức Phật giáo pháp Chư Tăng, nên cho nó chắc ăn. Chúng tôi nói thiệt, chúng tôi nói thiệt, nếu mà quý vị mà có làm đệ tử của Tam Bảo đi, đệ tử của Đức Phật giáo pháp mà Chư Tăng là nó chắc ăn nhất đó. Rồi đó là biết thời điểm mà phải biết hội chúng nữa, bậc chân nhân là phải như vậy đó. Rồi cái điều thứ bảy là cái điều này nó cũng rất là hay, có nghĩa là biết người khác. Là biết người khác nghĩa là như thế nào? Biết cái phinh hướng của người đó, là biết cái phinh hướng của người đó. Cái người này nè, cái người này á là cái người mà có chú tâm hay là phóng dật, cái người này là hỏi pháp cho vui chơi hay về có thực hành hay không đó. Thành ra đó, biết người khác, cái điều này nó rất là quan trọng. Cái điều này á, quý vị biết á, hồi lúc trước á, chúng tôi có gặp một cái trường hợp lúc mà sư phụ của chúng tôi còn khỏe đó, có những cái người mà đại thí chủ, mấy cái cô đó đi đến mà hỏi sư phụ chúng tôi cái điều này điều kia, mà sư phụ của chúng tôi á, là hòa thượng Nhất Chánh á, quý vị mà hỏi về pháp á, là hòa thượng rất là nhiệt tình để mà trả lời quý vị, dù cho đang bệnh là hòa thượng rất là nhiệt tình để mà trả lời cho quý vị nghe, dù cho ngài đang bệnh. Nhất là quý vị bây giờ quý vị lên quý vị hỏi quý vị pháp đó, là quý vị hỏi tâm nhãn thức nương nhãn vật, rồi tâm nhĩ thức nương nhĩ vật, rồi tâm rồi ý thức rồi nương ở đâu rồi này kia đó, quý vị dù cho ngài bệnh nha, mà quý vị mà hỏi đi
mà ngài ngồi dậy là bắt đầu ngài ngài coi, ngài quán xét, ngài trả lời làm sao cho quý vị hiểu, à, trả lời mà làm sao cho quý vị hiểu, là hòa thượng nhất chánh là như vậy đó. Đó thì quý vị biết rằng á, có một lần đó đó, cái người thí chủ đó đó, người ta rất là có tiếng, người ta đi đến hỏi ngài, thì khi đó ngài cũng ráng ngài trả lời, nhưng mà cô ta đó, cô ta cứ lo, cô ta móc cái điện thoại, tại vì cái điện thoại người ta nhắn tin hay là ai người ta điện gì đó, thì cô ta cứ lo chỉnh cái điện thoại, thành ra lúc đó sư phụ chúng tôi la cái cô đó, tự nhiên người ta bệnh hoạn đi đến hỏi người ta ráng người ta trả lời, không lo nghe, lo bấm gì điện thoại không à. Cái cô đó cũng hoảng quá, cô nói dạ con sám hối ngài. Rồi từ đó trở đi á là cổ mất tiêu luôn, cổ không dám từ chùa luôn. Thì chúng tôi nói cho quý vị nghe, thật sự ra chúng tôi là cái người đứng ở giữa á, chúng tôi hiểu á, là hòa thượng có cái sự nhiệt tình, còn cái cô này á là cũng nghĩ rằng à, thì hòa thượng trả lời nhưng con móc cái điện thoại con bấm nhưng mà con vẫn nghe được. Thường thường ở ngoài đời á là mình có cái sự suy nghĩ như vậy. Ví dụ như giờ quý vị cũng vừa nghe pháp mà quý vị cũng vừa trả lời tin nhắn rồi này kia, và mình nghĩ rằng là thì mình cũng đang nghe nè, chứ mình đâu có tai nữa đâu, mà mình cũng đang chú ý nè, mình cũng hiểu. Nhưng mà cái sự đó đó, khi mà quý vị nghe rồi quý vị không có hiểu sâu được, là quý vị không có hiểu sâu được đó, thì chúng tôi hiểu cái tình trạng là của cái người đó, thì người ta hỏi hòa thượng trả lời con vẫn nghe bình thường. À, còn cái tay con bấm, con trả lời tin nhắn công chuyện làm ăn của con đâu có gì đó, thì thường thường người ta nghĩ vậy. Nhưng mà đối với là các cái vị mà học về quy diệu pháp á, thì các vị biết rằng là một tâm biết một cảnh, là một tâm biết một cảnh, đâu có thể nào mà mình vừa nghe giảng mà mình vừa làm công việc khác được, là không thể nào mà một tâm biết hai cảnh đó. Thì một tâm biết một cảnh, nếu mà mình làm vậy thì nó bị chi phối, mình không có hiểu sâu vào cái lời dạy đó đó, thành ra đó từ đó người ta giận hòa thượng chúng tôi, nhưng mà cũng đành phải chịu thôi, có nghĩa là giống như nó không có duyên vậy đó quý vị. Đó thành ra đó mình biết người khác có nghĩa là như thế nào, mình biết cái người đó cái khuynh hướng như thế nào đó. Quý vị thấy rằng đó, đối với những cái lúc mà chúng tôi ăn cơm cũng vậy, có nhiều người người ta tưởng rằng là một cái sự chúc phúc thường, cái điều đó nó không phải đâu quý vị. Đối với có những người thí chủ, người ta mong mình tụng kinh là những cái bài chúc phúc nào đó để mà nâng đỡ cái tâm của người ta tu tập, có những thí chủ người ta lợi, người ta cúng dường cái buổi cơm, thì lúc đó mình nhìn cái thí chủ đó mình biết là mình biết để mà người ta mong cái quả lành nó trổ ngay trong hiện tại. Ví dụ như có những người người ta lợi, người ta làm phước, người ta nghĩ rằng lúc này cũng xui quá là nó ế ẩm quá rồi, bây giờ đến chùa làm cây tăng để mà như kiếm phước để làm ăn, sắp sửa hết mùa mưa rồi, bắt đầu tới mùa lạnh, tới mùa 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 xuân đó, Tết, để mà làm ăn hơn giờ làm phước trước, mỗi tháng làm ngày rồi này kia, để mà gần Tết làm ăn nó khấm khá hơn rồi này kia. Thì nếu mà gặp những người đó mà mình cứ nói mà vô thường khổ vô ngã hoài á, các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường á, thì coi như là chết cái gì, chết có nghĩa là người ta không có lợi cúng nữa, không có lợi cúng cơm cho ăn nữa đó. Thì mình ngay chỗ đó đó thì mình phải tụng các quả lành nào mà người đã mong mỏi hãy mau thành tựu kịp thời đến cho người đó, hoặc là hoặc là do nhờ các đức, nhất là đức của chư Phật, sự vinh hiển, sự phát tài, sự thạnh lợi, sự phong lưu đó, lúc phải tụng như vậy quý vị. Thật ra đó là không phải là mình tụng đâu có đó, nhưng mà quý vị thấy rằng á, nếu mà mình nhìn cái mình không có chịu nhìn thí chủ đó, người ta tác bạch người ta tác bạch đó, mình có gì làm dớ trời ơi là trời. Thì bây giờ người ta cúng á, mình cũng coi cái mặt người ta rồi cái tâm lý người ta như thế nào,
để mà mình khích lại cho người ta nghe, à mình khích lại cho người ta nghe. Cái chứ bây giờ thí dụ như đối với thí dụ như Phật tử đối với Phật tử Liên Hoa như Phật tử Nguyên Như Nguyên Trang rồi đi, bây giờ do cái tâm của mình á, mình đang hăng hái trong cái sự tu tập, à hăng hái trong cái sự tu tập, rồi thành ra mình đi tạo phước, mình mong ở trong tương lai là qua cái thời gian này và ở trong cái đời sau, à mình có được ví dụ như mình có trí tuệ, à mình đệ nhất về ở trong cái hàng tín nữ là niềm tin, hay là đệ nhất về trí tuệ đồ này kia. Trời ơi, giờ gặp lại cái vị sư này tối ngày cứ chúc phúc cho mình á, do nhờ các đức, nhất là đức của chư Phật, sự vinh hiển, sự phát tài, sự phong lưu, sự thợ đồ này kia đó. Không lẽ mấy vị nói trời ơi mấy đó có rồi sư, có rồi sư ơi, ngày nào sư cũng làm sắc đẹp thành lợi phong lưu đồ này kia đó, cái điều đó không có được. Nói chung á là cái bậc chân nhân á, là cái bậc á là phải biết, là biết cái người khác. Mà mình biết ở đây á là không phải là do thần thông, mà do tha tâm thông mà mình biết được. Nhưng mà mình nhìn cái người đó, quý vị biết ngày xưa đó, ông gia chủ Chí Tá đó, quý vị thấy ông gia chủ Chí Tá không? Ông đi đến ông cúng dường các vị sư ở trong rừng, là các vị sư trong rừng. Các vị sư ở trong rừng mới nhìn tâm của ông, mà nhìn tâm của ông rồi các vị mới dạy trong cái đề mục quán về thể dược, là quán về thể dược đó. Thành ra quý vị thấy rằng á, những cái vị đó, đó là người ta nhìn người ta có tha tâm thông, ta nhìn biết tâm của mình đang muốn cái gì. Còn đối với bây giờ mình phàm phu, bây giờ người ta đang hăng hái người ta tu tập, người ta đang hăng hái tu tập, thì mình phải có những cái gì đó mình khích lại. Quý vị biết tôi rất là thích là trước khi hành thiền mà tụng đọc lên cái câu gì: hỡ này các vị tỳ kheo, nhớ lờ tối hậu lo âu phận mình, hữu vi là pháp cấu sanh, vô thường biến đổi hữu hình ngoại tiêu, Như Lai căn dặn một điều, ráng lo giải thoát chớ nhiều dễ vui. Đó thì quý vị biết rằng mỗi lần mà chúng tôi á, nếu mà chúng tôi có lên chánh điện hành thiền á, sau khi lễ bái tam bảo vắng tắt rồi, bắt đầu đi vào cái thời thiền, thì trước khi đi vào cái thời thiền, chúng tôi thường thích đọc cái câu Phật ngôn của Đức Phật: hỡ này các vị tỷ kheo, nhớ lờ tối hậu lo âu phận mình. Đó, chúng tôi thích đọc cái câu đó xong rồi bắt đầu hành thiền. Chứ lúc đó mà hỏi quý vị, tự nhiên mình trước khi mình vô hành thiền á, tự nhiên là mình tất cả phước báo mình có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người đồ này kia chi. Chi quý vị, mình đọc lại câu Phật ngôn đó, Đức Phật nhắc nhở: hỡi này các vị tỷ kheo, nhớ lờ tối hậu lo âu phận mình. Nó thành ra trước khi hành thiền là chúng tôi đều thích đọc cái câu đó. Chúng tôi hình như chúng tôi đi theo cái khuôn khổ của siêu lý quen rồi quý vị, cái khuôn khổ quen rồi. Sau khi hành thiền là y đăng qua tâm mê bun nhân a số khơ vô qua hằng hồ tổ a nàng ra tề cà lề. Đó là có nghĩa là do cái phước báo này sẽ đoạn tận được lậu hoặc trong ngày vị lai. Đó thành ra hình như là đi theo cái khuôn khổ chúng tôi thích hơn. Đó thành ra đó quý vị biết rằng là cái đó, đó là mình cũng biết cái thời điểm, rồi biết cái tâm, là mà mình nhìn cái cử chỉ của người ta để mà mình biết cái phương hướng của người ta. Đó, những cái vị mà có những cái đức tính này, là có bảy cái đức tính này thì mới gọi là cái bậc chân nhân, là gọi là cái bậc chân nhân. Còn mà mình còn đối với những cái vị mà đang tu tập ở trong cái thời nay, nếu mà gọi là bậc chân nhân thì cái vị đó phải biết về chính cái chi phần của giáo lý, thí dụ như là kế kinh ứng tụng giải thiết kệ tụng đồ đó, là cảm hứng ngữ, là như thị ngữ bổn tăng vị tầng hữu phương quản đồ này kia đó. Mà mình học những cái pháp đó, mình phải hiểu nghĩa hiểu pháp, rồi mình mới đi đến cái sự thực hành để mà mình làm hiển lộ được cái lời dạy, cái ý nghĩa cái lời dạy của Đức Phật.
thì như vậy mới được gọi là bậc chân nhân đó. Thành ra chúng ta thấy rằng là cái bậc là chân nhân rất khó, rất là khó. Nhưng mà chúng ta không phải vì cái khó đó mà chúng ta sợ chúng ta chạy đâu, chúng ta vẫn tiếp tục vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng, hơi thở cuối cùng luôn. Đó là có nghĩa là ráng tu tập, đời nay không đắc đời sau đắc, chúng ta phải có một cái sự quyết tâm như vậy đó. Chúng tôi thật sự ra đó, chúng tôi có cái luôn luôn chúng tôi có cái tâm nguyện là mỗi lần mà chúng tôi đi ngang qua những cái dãy núi nào đó, chúng tôi cũng ước nguyện một đời nào đó mình sanh lại làm người đó, mình sẽ là cái người mà xuất gia từ thở nhỏ, rồi pháp học pháp hành của mình sẽ được kỹ càng, sẽ được tu học một cách kỹ càng. Rồi những cái vùng núi như vậy đó, chúng tôi sẽ làm một bên là trung tâm pháp học và một bên là trung tâm pháp hành. Chúng tôi sẽ mở, chúng tôi có những cái ước mơ đó. Rồi mình làm những cái chỗ đó là những cái chỗ mà lớn, để chi ai vô tu học phải không, bên đây ai vô hành phải không, bên đây ai lại đây công quả, ai lại đây công quả rồi vô đây ở chùa lo, thiền viện lo, rồi ai lại đây làm công lấy lương, rồi chùa cũng lo luôn. Đó, chúng tôi có những, thật sự ra đó, mỗi lần mà chúng tôi đi qua Thái Lan hoặc là đi đến Sri Lanka hoặc là Ấn Độ đó, chúng tôi nhìn cái cách tổ chức của những cái nước ở quốc giáo, những cái chùa đó rất là thích. Chúng tôi nhìn sơ qua mà chúng tôi nhớ rất lâu, nói nhìn sơ qua gì vậy chứ chúng tôi nhìn chúng tôi để ý kỹ lắm. Thì rồi chúng tôi về chúng tôi nhớ rất là lâu, sau này mà có cơ hội là chúng tôi thực hiện, sau này có cơ hội là chúng tôi thực hiện. Những cái chùa bên quốc giáo giờ quý vị biết không? Ai đến công quả cũng nhận ghi tên ghi danh đàng hoàng, rồi ai đến làm việc cho chùa lãnh lương, rồi người ta cũng nhận ghi tên phân loại đồ đàng hoàng, không có xem thường mà cũng không có coi quá trọng giá. Có nghĩa là người ta đều tạo công ăn việc làm, đều tạo những cái cách để mà tạo phước cho những người đó. Đó, thành ra chúng tôi nhìn những cái đó nó thì mới gọi là cái bậc trí. Ở trong thời nay thật sự ra đó, có ngày mình kêu nó lại công quả hoài. Cái đời sống quý vị biết không, chúng tôi nhìn, chúng tôi chỉ cho những người mà quen thân với chúng tôi nhìn đó, chiều mà ra ngay chỗ ngã tư đó đứng đi, chiều ra ngã tư đó đứng đi, mình thấy 6.000 công nhân, 8.000 công nhân tan ca, thì quý vị nghĩ đi, 8.000 công nhân tan ca này đó, quý vị nghĩ đi, có khi nào đến chừng nào mà họ được ngồi ở trên một cái quán nào đó để mà ăn một cái ly kem dừa, đến chừng nào người ta mới được ngồi ở một cái vỉa hè, hoặc là ngồi ở chỗ hồ con rùa đi, đến chừng nào mà người ta mới được ngồi ngay chỗ hồ con rùa để mà ăn một cái trái kem dừa. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là 8.000 công nhân này đời sống quá khổ. Quý vị biết đời sống công nhân đó, thật sự người ta rất là tội nghiệp, rất là khổ. Người ta đi vô làm công nhân á, người ta đem ba cái chai không, cái chai nhựa đó quý vị. Khi mà người ta làm chuẩn bị ra về rồi, người ta hứng ba chai nước đó về nhà người ta uống, ba chai nước đó người ta về nhà người ta uống đó. Rồi quý vị biết á, một cái phòng gì đó người ta mướn để mà người ta ở 4 người hoặc là 6 người, thì luôn luôn á người ta sẽ đăng ký đi làm công nhân á, một người đi làm ca sáng, một người đi làm ca tối. Có nghĩa là một người đi làm ca ban ngày, người đi làm ca ban đêm, để chi? Để quán chuyển chỗ ngủ đó. Thành ra đó, quý vị nghĩ đi, đời sống họ như vậy, 8.000 công nhân đó như vậy, thì quý vị nghĩ coi chừng nào mà họ có thời gian mà có tiền bạc để mà đi ra ngoài hộn rùa mà ăn một trái kem dừa ngoài đó. Thành ra mình nhìn những người đó, thật sự ra mình thấy rất là tội, rất là tội nghiệp. Thành ra chúng ta nghĩ rằng ở trong cái đời sống này chúng ta không còn làm gì khác hơn
chỉ có ngoài cái chuyện tu thôi, tu tập thôi, để đời sau đừng có rơi vào những cái hoàn cảnh đó, đời sau mình đừng có rơi vào những cái hoàn cảnh đó. Chúng tôi thật sự ra đó, cái gì làm chứ chúng tôi rất là sợ những cái sự mà mình ngăn cản người khác làm cái chuyện thiện. Như đâu có ăn đồ ra đó ăn. Nguyên Như đâu. Nguyên Như sao đủ sức ăn được một trái kem dừa hả? Ăn yếu. Vậy chứ sư ra đó ăn tới hai trái không nha. Đó, thành ra đó thì đối với cái đời sống này làm gì làm là quý vị phải tạo phước vật, rồi phải tạo phước đức, rồi chẳng những như vậy mà phải tạo phước trí, để chi, để trong dòng sanh tử luân hồi này mình đừng có khổ quá. Nếu mà mình khổ quá sao mình tu quý vị? Giờ này mà quý vị phải săn ống quần lên rồi lội xuống ruộng bắt mớ cua, xúc một mớ tép thì làm sao mà có ngồi trong đây mà nghe giảng pháp được quý vị? Thành ra nó nói khổ, nhưng mà một tháng cũng ráng cúng cho cái chùa đó mấy ký gạo, 10 ký gạo, 20 ký gạo gì đó. Nói chung là mình có khổ đến cỡ nào thì khổ, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là một tháng mà 10 ký gạo, 20 ký gạo gì đó thì nó cũng không có mà mình tan gia bại sản gì hết. Thành ra quý vị phải ráng ráng cố gắng mà để mà mình tạo phước bằng cách này bằng cách khác đó, chứ không thôi thì ở trong cái dòng sanh tử luân hồi của mình, nhiều khi mình thiếu về cái phước vật nó cũng khổ, thiếu về phước đức nó cũng khổ, nói không ai nghe hết, rồi thiếu về cái phước trí thì sao quý vị? Bị người ta lừa, bị người ta lừa cái này lừa cái kia đó. Thành ra đó quý vị nên nhớ là đối với cái bậc chân nhân là người ta phải có đầy đủ pháp, là đầy đủ pháp, rồi người ta biết đủ, biết thời điểm, biết hội chúng, đầy đủ hết, thành ra mới gọi là một cái bậc chân nhân, chứ không phải là bậc chân nhân là giống như hồi trước giờ chúng ta tưởng là một cái bậc mà bình thường đâu. Cái điều đó thì không có. Đối với cái bài giảng ngày hôm nay thì chúng tôi không biết làm sao mà chúng tôi cứ quên cái thời gian sinh hoạt của rung riết. Hồi nãy đơn giản thì 8:45, bây giờ đến 9:45 thì vừa đủ rồi, phải không? Một tiếng đồng hồ, không biết có lố giờ của rung hay không. Nếu mà có lố thì quý vị cũng niệm tình tha thứ ha. Đừng có chọi đá chúng tôi. Dạ, bây giờ chúng tôi xin được kết thúc cái thời giảng nha. Dạ, với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn quý tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thánh nữ, mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên người trong 10 muôn triệu thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên vua trời Đức Thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ truyền chánh pháp, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị lân vương càng thất bà nở quỷ a tu la, những chúng xạ so, những chư thiên chúa, những người phước mạch phước mai hoàn hỷ thọ lãnh tầm điều nhau cả thải. Nam mô Bức Thà Giá. Nam mô Nam mô Bức Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin kính thay mặt lớp học kính tri ân sư Pháp Tính đã giảng cho chúng con bài học rất là hay của ngày hôm nay. Dạ, bạch sư Nguyên Như có một câu hỏi, bạch sư, sư tả cho chúng con là 7 cái đức tính của bậc chân nhân như vậy. Dạ, xin thưa sư trả lời cho con như vậy, sư có phải là bậc chân nhân không bạch sư? Dạ, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Dạ, alo. Trời ơi, giảng xong hỏi mình phải bậc chân nhân không? Bây giờ á, nếu mà chúng tôi mà trả lời ăn gian á, mà trả lời ăn gian á, thì trả lời sao quý vị biết không? Trả lời theo mà cái cách mà cũng như là
lợi dụng sương mù mà quăng lựu đạn á, lợi dụng sương mù mà quăng lựu đạn á, thì quý vị hỏi chúng tôi là có phải là bậc chân nhân không, thì cái chúng tôi mới trả lời sao quý vị biết không? Thì cứ coi coi đủ tám đủ bảy cái pháp này là bậc chân nhân, cứ coi coi ai mà có đủ bảy pháp này là bậc chân nhân thì quý vị tại sao mà chúng tôi nói là lợi dụng sương mù hoặc lựu đạn, tại vì quý vị sao mà quý vị biết được ông đó ông biết pháp rõ không, biết nghĩa rõ không, rồi ông biết tâm người rõ không đó quý vị. Thí dụ như quý vị xét thì quý vị xét sơ sơ là quý vị đâu phải xét lý lịch đâu, mình xét lý lịch để mà nhận cái người vô công ty mình làm đâu mà mình xét kỹ đó, thành ra đó mình gói sơ sơ mình nói à đúng rồi, trời ơi cái ông sư mà đang giảng ở nhà như ổng cũng có bảy cái tính này nha, chắc ổng là bậc chân nhân á, cái điều đó nó không phải cái điều đó nó không phải quý vị, nó không phải. Ở đây thì quý vị biết rằng á, cái vị mà biết pháp là hiểu rõ cái lời dạy, hiểu rõ cái pháp này là thiện hay là cái pháp này là bất thiện đó, rồi biết nghĩa là hiểu rõ, là hiểu rõ về cái này là lợi ích hay là không lợi ích, là kết quả tốt hay là kết quả xấu. Mình biết mình cái chữ hiểu rõ, cái chữ biết rõ này nè, mà mình ở đây thì mình biết được hình như là 50-50, mình phải nhờ quyền trợ giúp. Mà quý vị có coi chương trình Rồng Vàng được không đó, quý vị có ba quyền trợ giúp, mà có nghĩa là mình nhờ, một là mình hỏi thầy tổ hoặc là mở kinh điển ra coi, rồi mình phải quán xét lại ở trong tâm của mình nữa là thật sự mình có như vậy không, thì không có đó. Thành ra đó chúng tôi mới nói rằng là đối với bản thân của chúng tôi thì không phải là bậc chân nhân quý vị, vì rằng là có nhiều khi mình giải đãi lắm, có nhiều khi mình giải đãi mình đủ thứ chuyện hết á, nhiều khi mình làm biến nữa, có những lúc đó, có những lúc đó mình buồn vu vơ không biết không biết hôm nay tôi buồn mà vì sao tôi buồn, tôi tùm lum hết người ơi. Thôi không phải đâu, mình không phải bậc chân nhân đâu, nhưng mà hỏi mình có cố gắng không, có cố gắng để mà làm, có ước mơ không, có cái tâm lý có ước mơ để mình trở thành bậc chân nhân không, có cố gắng siêng năng để mà tu tập để mà mình trở thành bậc chân nhân không? Có quý vị, chúng tôi mong lắm, chúng tôi mong một ngày nào đó, một ngày nào đó nó tới một cái tấm lòng của mình hoặc là một cái tâm từ của mình nó che cũng được một góc trời, một góc trời, hoặc là chúng tôi cũng mong nếu mà mình đủ tuổi thọ, đủ tuổi thọ, đủ sức để sau này mình trở thành một cái người mà làm cái chỗ nương tựa cho nhiều người. Ví dụ như chúng tôi sống ở trong một cái ngôi chùa, quý vị đi ở bên ngoài có chuyện gì đó nguy hiểm, chúng tôi cũng giúp được quý vị. Rồi quý vị xong công việc ở nhà, quý vị muốn đi đến chùa để mà hành thiền, nhìn ngắm cảnh xung quanh của chùa. Nói chung là giống như là người ta đi du lịch, ăn chơi, còn quý vị đi vô chùa để mượn cái cảnh chùa để làm cho tâm của mình nó được yên ổn. Thì chúng tôi cũng mong rằng sau này chúng tôi là cái người mà có thể giúp đỡ các vị về những mặt đó. Đối với cái câu hỏi này, bản thân của chúng tôi thì không phải là bậc chân nhân, nhưng mà chúng tôi cũng ước mơ và học tập và siêng năng để mà đến một lúc nào đó mà mình trở thành cái bậc này. Còn bây giờ thì chưa, bây giờ thì hình như là mới có một phần tỷ rồi nha quý vị, không phải nha đó. Rồi bây giờ gỡ mic lại cho đạo tràng nha. Nam mô Bụt Thầy. Dạ sa thú bạch sư, bài học hôm nay rất là hay. Dạ như vậy Nguyên Như xin kính tri ân câu trả lời của sư. Nếu mà như vậy thì lớp mình ai cũng là sắp sửa thành bậc chân nhân 1000 phần rồi, ai cũng đang trên đường thành bậc chân nhân bạch sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ bây giờ con thấy cũng trễ, thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính mời sư Tuệ Nhẫn thay mặt của chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng ạ. Dạ con xin kính thỉnh sư ạ. Dạ sa thú Nam Thầy, con cũng kính đảnh lễ đại đức Pháp Tính, đại đức Nguyên Thông,
Và thân chào tất cả đạo hữu Phật tử, xin xin chúc phúc ạ. Phawatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa buddha nupave nasara suti phawantu te phawatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa thamma nupave nasara suti phawantu te phawatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa sangha nupave nasara suti phawantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Xin vô quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thụ xà thụ xà thụ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Tuệ Nhẫn đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con vào buổi tối hôm nay ạ. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà san ti vi hà ra hoa si ni thụ bê kha rê bô thi kha rê tà hình tà hình tà tham ma đà nê na pha quan tu pu chi ta so thân ca ron tê tha vi hà ra măng đà lê thế ra cha mánh cha na hoa ca cha phình kha vô xà ra mi ca đà na ba ti u ba sa ca ga ma cha đế sa ni ga ma cha yê sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha quanh tu tê cha la bu cha ye bi cha anh đa sam pha qua sẵn sê đa cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni càng ma hòa răng bà tình cha tê sầm bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha văn tha tu chỉ răng sa tăng thầm mô thầm mắn tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắng gô qua anh tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu sanh thầm mô sam bê bi thầm ma cha ri nô quân thân sam ba bù này ya ma thầm ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng quá tá mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu quá nà gá tề cà lê. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng,